Dạ vâng, kính chào biên bạn và kính chào hai bà con. Quay lại chương trình ngày hôm nay thì Duy và cũng như đồng hành cùng thị sản Duy sẽ chia sẻ về một cái chúng ta hay thường hay gặp là trong giai đoạn mùa mưa này, đó là khi mà nắng lại thì bắt đầu tôm nó sẽ có hiện tượng là ăn yếu vào cái cử chiều hay là cái buổi chiều á. Trên chúng ta sử dụng máy cho ăn hay là bằng tay gì cũng vậy, trên đâu bạc hâu đất cũng vậy. Thì Duy sẽ chỉ ra những cái chỗ mà tại sao nó ăn yếu vào cử chiều. Thay vì những cái giai đoạn mà mùa lạnh á, hay là những cái giai đoạn mà mưa hôm bữa đó, thì nó sẽ ăn yếu vào cử sáng là hay là nó ăn yếu vào cái cử trưa, cái cử mưa dầm á, thì nó ăn yếu vào cử trưa hay là cử sáng á, thì nó ăn yếu. Nhưng mà giai đoạn nắng lại một thời gian á, thì bắt đầu là nó sẽ ăn yếu vào cái cử chiều. Thì lý do là tại sao đây? Cái lý do thứ nhất á, là cái cử chiều này á, sau khi mà nắng lại thì hôm bữa nó mưa nhiều thì bắt đầu là pH nó đã giảm xuống, ví dụ như từ 83 nó sẽ giảm xuống 78 hay là 75 gì đó. Thì giai đoạn này bắt đầu nắng là một thời gian thì bắt đầu nó sẽ tăng pH trở lại. Nhưng mà buổi sáng á, thì pH nó sẽ không tăng bằng buổi chiều. Trong ao mình lúc nào nó cũng vậy cả. Thông thường á, thì pH buổi sáng á, nó sẽ giảm hơn buổi chiều. Ví dụ như buổi sáng mà tầm 80 thì buổi chiều nó sẽ là 83, là 84, 85. Thì đây là một cái yếu tố mà làm cho tôm mình ăn yếu vào cử chiều, đó chính là cái pH mình đó buổi chiều nó bị tăng. Là có nghĩa là nó tăng hơn buổi sáng, và nó tăng ở một cái mức cho phép hay là mức vượt ngưỡng, thì chúng ta phải kiểm cái pH vào định kỳ vào cái giai đoạn mà chuyển mùa nắng này. Mình thấy được ví dụ như tầm cỡ 83 hay là 85 đổ lại thì tôm mình nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà buổi chiều mà nó lên tới tầm khoảng 86 hay là 88 thì bắt đầu tôm mình nó yếu ăn hay là nó không ăn luôn. Là vì tôm mà nó yếu hơn thì đôi khi nó gặp vấn đề. Thì chúng ta phải xử lý và chúng ta coi cái vấn đề pH nó rất là quan trọng. Một cái thứ hai nữa là giai đoạn này thì bắt đầu khi mà nắng lên á thì nó ăn yếu buổi chiều là do cái nồng độ pH bắt đầu nó tăng, thì bắt đầu cái thằng NH3, cái thằng khí độc amoniac NH3 đó, thì bắt đầu là nó tăng cái độ độc của thằng amoniac. Thì chính vì vậy chúng ta phải quản lý cái một cái tiếp theo là chính là cái NH3, chúng ta kiểm soát cho nó kỹ nhất. Như ví dụ như khi mà thấy nó lên tầm cỡ 1 mg hay là 0,5 mg thì chúng ta phải đưa nó xuống là 1, hoặc là giảm độc cho nó bằng cách là giảm pH. Thì những cái giải pháp mà chúng ta được đặt ra mà làm sao mà ăn yếu buổi chiều á, thì một á là chúng ta dùng những cái thùng vitamin C á. Thì cái giai đoạn này thì chúng ta nếu mà thấy nó ăn yếu thì chúng ta, một là chúng ta dùng vitamin C. Thật sự chúng ta nói chúng ta dùng vitamin C á, nhưng mà thật sự là chúng ta đang dùng axit citric thôi. Quý vị có để ý kỹ thấy một điều là trong cái thùng mà vitamin C mình á, đa số cái thành phần nhiều của nó, ví dụ 5 kg á, nó chỉ chiếm một phần nhỏ là vitamin C thôi, nhưng đa số là axit citric. Thì trong phần đó axit citric nó sẽ giảm được cái nồng độ OH trừ trong nước. Thì khi mà nó giảm nồng độ OH trừ trong nước thì bắt đầu là làm cho tôm mình nó ổn định về cái thể trạng, tại vì nó ổn định về pH lại. Và thứ hai nó có một cái nồng độ C trong đó, vitamin C, thì nó sẽ chống chết và nó tăng sức đề kháng của tôm. Thì cái giai đoạn mà nếu mà chúng ta cảm thấy tôm mà ăn yếu thì tầm cỡ 11 giờ trưa đi, hay là 1-2 giờ chiều thì bắt đầu là chúng ta tạt 1.000 khối và khoảng 2 kg cái thằng C á, chúng ta tạt vài ký định kỳ đó. Hay là những cái ngày mà chúng ta thấy nắng gắt hơn á, hay là nắng mà im gió đó, thì bắt đầu chúng ta sử dụng là những cái chế phẩm, ví dụ như Yuca Samudin thì nó cũng là một cái giải pháp để mà nó giảm độ độc của NH3, ổn định môi trường, nói chung là nó đỡ dao động về môi trường hơn. Thì trong môi trường nước á, thì Yuca nó sẽ làm được cái việc đó. Thì ví dụ chúng ta bổ sung thêm một là Yuca gel hay là Yuca nước cũng được. Bổ sung Yuca thì nói chung về cái Yuca nước, nếu mà đúng là Yuca nha, thì giá trị chi phí nó hơi thấp, chi phí nó hơi cao, thì chúng ta nên xài Yuca gel. Nó vừa bổ sung gel cho ao, và thứ hai là nó sẽ bổ sung cái nồng độ Yuca để đỡ độc cho NH3 và nó ổn định về môi trường. Thì cơ bản chúng ta nên đối phó vào cái giai đoạn mà nắng lại sau những cái giai đoạn mà mưa dầm, thì chỉ có những cái ví dụ nó ăn yếu thì do những vấn đề cốt lõi là như vậy thôi, NH3 và pH, thì chúng ta xấy sâu vào cái chỗ đó. Thì chuyên đề ngày hôm nay thì Duy cũng có những cái ngắn như thế để mà thông điệp để chia sẻ đến tất cả quý vị các bạn, cũng giống như là quý anh em nuôi tôm. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng Thủy Sản Yến Duy, là một những đơn vị cung ứng về giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản, thức ăn thủy sản, lắp đặt ao bạc công nghệ cao, uy tín, làm nên thương hiệu. Và xin chúc cho quý vị các bạn một vụ mùa thành công, cũng như là có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn. Xin chào.